sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tưởng như sự nghiệp của chị sẽ trải đầy hoa hồng. Nhưng rồi, những ngã rẽ cuộc đời kỳ lạ đã đưa chị đến với những miền đất chưa hề nghĩ tới. Đó là câu chuyện về nghệ sĩ Ngân Quỳnh trên con đường đi tới vinh quang của nghề ca, nghề diễn. Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay ra xa mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ. Đèn khuya cô thâu hay chăng, là loài tôi đang ngóng trông, nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong. Đón xem cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong Đời Nghệ Sĩ được phát sóng vào lúc 19:15 Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024 trên VTV9.